Đà bế nước lời xuống vừa bấm vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái da ngỗm, phấn hồng, âm trầm, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cải như chim đa đa, trẻ than, chảo áo, chim quyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương cúng thả Ba Vì và giống thả điểu để tranh tứ mến và phân bò sữa của bên vi sinh. Nguyễn Ngọc Sơn đoán rất là sớm này, 1-0. Video vừa mới chạy được một lúc, mới có chạy được 2 phút. Video chạy được 2 phút. Đó. Rất nhiều bạn đoán 3-2-0. Chú chim do trên Facebook của mình thì mình cũng có 0989. Cái thế trận bên mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Lên này, Việt Nam bao nhiêu, Malaysia nhớ. Đang là đang mình để bởi vì mình đã ghi chép hết cái sổ này. Cách này bạn Nguyễn Văn đồng nghĩa với Phương Trần có vấn đề yêu thích con nào cụ thể là làm sao. Lê Như bạn cứ Lê Như gọi cho mình trực tiếp cho mình. Bây giờ mình đang 36 phút, mình đang live stream và đang cố gắng trả lời các bạn, đang chia sẻ, đang giao lưu, đang giao trò chuyện với các bạn. Bây giờ là 10 giờ, gần hơn 10 giờ. Thực ra là cũng rất là cảm ơn các bạn. Giờ này các bạn vẫn đang online. Sơn, bạn đoán rất là sớm. Okay. Mình tua lại video. Gần như là bạn Sơn, bạn ấy là Việt Nam thắng 1-0 luôn. Bạn Nguyễn Ngọc Sơn. Bạn nước đầu tiên.